Tí hỏi lại em. Tí hỏi lại xem chắc có đó. Bình nấu nước là có rồi đó. Vâng. Con thấy phòng đẹp không? Thích không? Trời ơi thích. Đó, đầy đủ hết. Rồi rồi. Đây là nội thất gần như là mới 100%. Hai đi con, hai đi con, hai chú đang quay phim, con hai đi, hai rồi, xinh quá, dễ thương quá. Hai giường mênh mông, phòng này nó phải 40 mét vuông nhé.